Đây là tác phẩm Ơn Trời Cụ Đây Rồi của nhà vườn Đức Liệu. Nghe tên tác phẩm mới tưởng chương trình truyền hình các cụ ạ. Ơn Trời Cậu Đây Rồi, đây là có cụ đây rồi, thế là thể hiện này. Cụ xanh rất là già, có tuổi. Ơn Trời Cụ Đây Rồi, tưởng chương trình truyền hình đúng không? Ông nào xem đoạn này lại nhớ bật ngay chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi nhá. Đấy là mới có cậu đây rồi, còn đây là cụ đây rồi. Cụ xanh tọa lạc ở dưới trần. Mà đặt cái tên cũng lạ đó. Đây là của nhà vườn Đức Liệu, 0868999199. Vách sau này sừng sững nha. Bẻ đá các cụ. Đá này như tạo tác của thời gian nào, đây có chữ Nho chữ Nhất thì cũng không nhìn thấy gì cả, trơn luôn. Rồi, tạm dừng tác phẩm này đây nha.